ngày 27 tháng 9, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ 8 đối tượng trong nhóm giang hồ cầm mã tấu tấn công đập phá xe dân phòng xảy ra rạng sáng 26 tháng 9 gây xôn xao dư luận. Nhóm đối tượng bị bắt gồm Lê Văn Minh 20 tuổi, Quang Văn Trí 16 tuổi, Lê Thành Nam 16 tuổi, Trần Minh Chánh 19 tuổi, Quỳnh Ngọc Phúc 23 tuổi, Nguyễn Anh Tài 20 tuổi, Nguyễn Văn Hải 18 tuổi và Lý Anh Tuấn 16 tuổi, cùng ngụ tại thành phố Biên Hòa. Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Theo điều tra, khoảng 0 giờ 15 ngày 26 tháng 9, tổ tuần tra gồm công an phường Hiệp Hòa và bảo vệ dân phố phường Hiệp Hòa đang làm nhiệm vụ chốt chặn tại ngã tư cầu Hiệp Hòa thì phát hiện khoảng 20 xe máy với khoảng 30 đối tượng mang theo hung khí như chai xăng, dao tự chế, mã tấu, chạy trên đường từ hướng phường Thống Nhất qua Hiệp Hòa. Lúc này, nhóm giang hồ phát hiện lực lượng nên quay đầu xe về phường Thống Nhất. Trong khi quay đầu xe tại khu vực dốc cầu Hiệp Hòa, các đối tượng quay vòng tròn rồi dùng chai xăng ném xuống đường. Khoảng 5 đối tượng cầm hung khí dọa tấn công lực lượng. Tiếp đó, hai đối tượng đạp ngã xe máy mang băng kiểm soát 60-75816 của anh Vũ Lê Hoàng Văn bảo vệ dân phố, rồi dùng dao chém anh Văn. Anh này tránh né được thì cả hai chém vào xe máy anh Văn làm hư hỏng. Gây án xong, nhóm tẩu thoát. Công an có mặt khám nghiệm điều tra truy xét nhóm giang hồ. Qua truy xét, chiều 27 tháng 9, công an đã bắt giữ 8 đối tượng trong nhóm giang hồ này. Bước đầu, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện công an đang truy bắt các đối tượng còn lại.